dắt tay nhau về Phú Yên, thăm ruộng xanh nắng trải quê nhà, thăm cầu hai một nhịp xưa bên dòng sông Ba Cơn. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Trong cái loại cá mà mình thấy con cá này, là cá trê, con đi bự này. Con này là phải xuất chiếc của mình không? Đây các bạn, cái trê cũng rất là to nè, cái chai của mình nè, sẽ liền xuống coi thử. Nó bằng cái chai đó, chắc cũng ngang ngửa cái chai của anh Hảo này. Nó bự ghê không? Đây nè các bạn. Con này phải dài 3 mẹ nữa. Cái tay của nó, cái đầu của nó. Úi. 2,5 gang. 1 gang, 2 gang. 1 gang này các bạn. 1 gang tới đây. 2 gang. Ù. Nó kỳ kỳ quá. Bóng cái coi như là ướt tay ướt chân luôn. Thì căng quá trời ơi, ướt cái camera luôn rồi. Đó là trong các loại cá. Mấy cái quầy sao à, đây các bạn. Trong cái loại cá thì cá trê thì rất là đơn giản và rất là vô cùng dễ nuôi. Mình đó thấy bỏ đó, cá trê đó mình bỏ vào làm vlog luôn, nuôi giống như nước cạn hết luôn nè. Quay cho bạn xem nhé, bàn chân của mình đi nước, nước tới đây có mấy con cá thiệt không thể hiểu nổi. Đây qua đây một đàn cá luôn nè. Nói chung mình nuôi cá trê nó văng lắm, nó quay là cực kỳ luôn. À, thấy như em đây quá bự nè, em này bự nè, em này là bự nè đó. Có ai bự em đây không? To bằng cái đôi dép luôn nè, chân mà nè, mày nằm to luôn kìa. Cắn ngay con này mà nó cắn thôi chứ y xì luôn. Ủa, cắn thiệt không? Nó bập thiệt, con tưởng màu á, tưởng mồi nè. Cắn này ha. Má giỡn như là mấy con cá chỉ vui thôi, thật ra giỡn gì, tanh thứ bà nội luôn. Cá trê là tanh lắm, mình thấy ấy chứ không là tanh lắm. Ở đây cả đàn đây. Tất cả những gì là cái trê là loài rất là dễ nuôi, không có gì dễ bằng nuôi cái đó. Hành đã lộn, sống lộn. Nó lộn luôn. Gì? Ở đâu?